Ui. Chín, cà rô. Được, ngon. Đó, dính. Ê, mọi người này, Tân ơi, vàng thật luôn Tân ơi. Đó, ăn gà, ui, dính, ơi, rớt rạn. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của Sam Gì TV. Thì buổi chiều hôm nay thì Huy cùng với lại anh Tân ra ngoài bầu dài. Mà sau một thời gian thì ở đây họ gặt hết và đang trong cái mùa vụ là cày ải để chuẩn bị gieo lại cái đợt 2. Thì mỗi năm thì có 3 vụ. Thì cái vụ này là vụ hè thì đã xong rồi, chuẩn bị vào cái vụ thu đông. Và cái nước ở ngoài đây thì hình như là nó cũng đang cạn khô. Và Huy với Tân là quyết định là làm hai cây cần tre này. Làm lại, thật ra là mượn của ông bác, xong rồi đổi cái lưỡi lại thôi. Thì ra đây câu kiếm thử có cá chốt hay không để về làm cái nồi lẩu. Ở ngoài đây mọi người thấy mấy cái em bò này. Mấy bé bò. Chị bò chứ. Chị bò. Mấy chị bò này. Đông lắm, nguyên một đàn bò luôn, có một anh kia đang chăn ngoài kia. Thì lúc trước á là ở chỗ này á là Huy cũng đã có ra đi câu và câu được rất là nhiều cá chốt. Không biết là bữa đây có may mắn là câu được hay không. Cái chỗ này nó có một cái trũng xuống, tại vì khi mà nước nó chảy mạnh á nó xói xuống ở phía dưới đây nè. Rồi sao mình câu. Rồi. Mình không biết là cái cần này nó có đủ tầm để thả ở đây hay không đây. Phải gì mới nãy mình lấy cái cần vàng đi không? Tại vì sợ cái cần này nó hơi ngắn này. Cần này thì có một cái lửa nhỏ này. Hai lửa trong đây. Mình tưởng đâu là nó còn rau lục bình. Ừ, còn lục bình tư chứ ai ngờ là nó bị khô hết rồi. Mực nước thì nó cũng cạn. Ồ, bên kia ăn móng dữ kìa. Cá rô nhiều lắm. Đó, nó ăn mà nó nhảy lên trên luôn. Thử đi, bỏ màu vô thử đi. Đi mà quên đem theo cái cây chống điện thoại. Giờ một tay mình cầm, bây giờ một tay lên sau mình gắn mờ đây. Nhượng Tân quá. Bữa nãy mình cũng có bắt thêm được mấy con cá nè. Ủa? Mấy ốc. Mấy con ốc để về làm lẩu. Nhưng mà không biết hôm nay có may mắn được hay không. Bữa nay mình câu không được là mình tát luôn nha. Tát luôn hả? Tát hết chỗ này luôn hả? Tát hơi mài luôn. Ừ. Rồi thử xuống đây. Đó. Cái phao xuống giùm Tân thật. Cái phao xuống cái này xuống luôn. Hùng thì làm chưa về. Phải như nó làm về rồi cái. Có ba anh em câu cho nó nhanh. Mình qua anh đây mình thả ở đây thử xem. Ui. Chín, cà rô. Được. Ngon. Cà rô này cũng được. Cà rô mờ. Ngon. Ý, hay quá mọi người. Vừa mới thả xuống là ăn luôn à. Hy vọng là sẽ có con cà rô to. Đi qua đây luôn đi Tân. Qua đây. Bên đó nó cũng ăn móng nhiều lắm. Nhưng mà bên đây thì nó sâu hơn. Cái mực nước nó sâu hơn. Để mình thả xuống thử nha. Cái cần của mình thì nó có hai cái lưỡi được. Tân, chín. Wow, con cá bự. Wow. Cá to xảy rồi mọi người. Tiếc quá. Con cá to mà nó kéo cong cái cần xuống luôn à. Rồi. Bây giờ để Huy thả tiếp nha. Mới nãy mình vừa bỏ xuống là nó ăn liền. Mà do cái điện thoại của mình nó hết dung lượng á, rất là tiếc. Mình không quay được mấy cảnh luôn. Giờ để mình thả xuống lại thôi. Nó Tân nó phải bò như vậy nè, nó rình nó bò xuống dưới đây. Ok, sợ đã. Để xích ra ngoài chút xíu nữa. Đó, chỗ đó.
như là chỗ mình là cá. Wow, nó lên nó ăn móng kìa. Trời, đó ăn gà. Ui, dính ơi, rớt rã. Thằng Tân sao mà nó xui gì mà nó xui. Xui. Còn tiếp nữa à, nó ăn nữa à. Đó, dính. Nè mọi người này, Tân ơi, vàng thật luôn Tân ơi. Qua bên đây mình ngồi mình câu thì quá trời này, đi đâu qua bên đó ấy. Nè. Nhìn cháy luôn này, cho mọi người xem này. Đó. Nó khó lên nét lắm mọi người. Đó đây nè. Wow, con cá rô đồng vàng chạch luôn Tân ơi. Nó ở mấy cái mé mé của cái bờ này. Nó ở mé bờ cho nên là khi mà mình câu á thì nó sẽ dễ ăn hơn. Ui, dính. Ui, con cá thiệt lát. Ông câu mà nãy giờ thì chớ. Wow. Mọi người quánh giá nó. Quánh giá nó mọi người. Sao nãy giờ giật thiệt rớt xuống lại. Coi cái lưỡi thử sao. Lưỡi được bình thường mà, có sao đâu. Ông câu kêu gì trời. Nói đi câu chuyên nghiệp á. Câu chuyên nghiệp á. Câu chuyên nghiệp này mọi người. Hay là mình cũng có số câu cá nhỏ thôi. Câu cá bự. Ngồi câu như thế này tự nhiên mình nhớ lại. Tự nhiên mình nhớ lại cái hồi nhỏ mình cũng hay trưa nắng đi giót cần, đi ra ngoài cái bờ mương như thế này này, ngồi ở mé mé rồi đi câu, hai ba đứa đi câu với nhau rồi về khoe ai nhiều hơn. Thì Tân cuối cùng cũng đã câu được một con cá rô. Đâu đâu cho cái nhã xem coi. Ồ, cá rô này ngon. Ơi nhanh. Xíu nữa là coi như là ngày hôm nay là không câu được con nào nữa. Đập đập thôi. Xin chào tất cả mọi người. Thì lại là mấy anh em mình đây. Buổi chiều hôm nay thì Huy cũng chúc tất cả cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe. Huy thì cũng cùng với anh Hải, rồi Tân. Làm gì? Đố anh biết bên em làm gì? Không biết luôn. Không biết thì đi qua đây. Ở nhà có mấy con cá anh ơi. Không có gì nhiều. Ô, mình rộng lại nó ngợp rồi. Cá bóng hồi qua đi câu này anh. Hồi qua đi. Ủa, câu được bóng. Mớ này. Cỡ cá của anh câu không? Anh đâu có câu được cá bóng đâu. Được mớ này chắc chiều mình làm cái lẩu ấy. Cá bóng thường thường anh thấy là kho tiêu chứ. Lẩu hả? Bây giờ anh thích kho tiêu hay anh thích ăn lẩu? Em làm mà anh có biết đâu. Đây này, đó. Được mớ này. Nó giỡn chứ em ra mà chờ em mua. Ôi dạ. Ừ, hồi sáng thấy bà bán mớ này cũng ngon quá. Cá đồng không à, chắc là cá này người ta đánh lứa hay người ta chích rồi. Ê, ở đây có một cái trái bắp chuối này nhưng mà không biết là hái được hay chưa nữa. Có hồng bắp của nhà bác anh. Chạy đi chơi. Đi
đi hái trộm ấp chuối mà cầm theo cái cây dài. Để nó cao á, mình chụp xuống. Thì đó. Nhưng mà người ta ra hỏi mình đi đâu mình nói bắt rắn hả? Nước ở đây nó cạn luôn. Ốc ở dưới đường mương này đầy luôn hả? À. Được hết chứ. Mai rảnh rảnh mình đào đi. Mưa này có hang á, nó dùi hết nước, nó dùi, nó nằm hang nhiều nè. Cái đất này mình đào là ngon. Mấy cái dừa như thế này là có bọng ở trong không chứ mày? Có đó không? Con thấy mà cái bọng dừa vậy á, cái mộng nó rất là phở dừa. Mình hay ăn ngon ngon á, cho nó chứ. Có này không? Khi mà nó chưa rồi. Nước cây lên nó mới có cái phở chốt. Dạ. Chứ bây giờ cỡ này chưa. Chưa. Nó nước cây như cái cây con tầng nói về chỉ là nó có cái chốt nó. Cái cây dừa mà nó hồi nhỏ mà thích ăn cái đó đó, nó ngon lắm, ăn nó chút chút ăn dạ. Ủa Huy nấu canh chua mà sao lại có trái bắp chuối Huy? Bắp chuối làm luôn hả? Anh tưởng em hái là để làm món khác chứ, làm món này luôn hả? Đúng rồi. Canh chua thì phải có bắp chuối á. Giống gì như hả? Là cái gì là bánh mì phải có ba tê vậy á. Tà pha không? Đúng rồi. Cái này có mớ lá me này, trái bắp chuối nữa. Bắp chuối này thường ở ngoài chợ người ta bán, người ta có cái đồ bào. Bào mỏng lắm. Mỏng đến nỗi mà cái vỏ này người ta vẫn bào luôn. Ăn được luôn. Nhưng mà mình thì mình không có gì. Mình ăn hết luôn. Đẹp không? Nhìn ngon quá hả? Cái này thì mình cắt mỏng ra để một lát mình ăn với cái nước me. Ăn dánh luôn á. Có cái dao bào mình bào nó mỏng hơn. Sao? Ừ. Ý là bị bữa giờ dạo này anh đám cưới nhiều quá thôi à. Việc nhiều quá cũng chóng mặt. Không mặt hả? Gật ngon từ từ. Anh chào khán giả, nãy giờ anh chào khán giả chưa? Chào rồi. Xin chào khán giả. Hai lần rồi. Dạ. Khi nào anh xem video này anh sẽ biết thì sao anh phải chào lại lần hai. Mọi người thì buổi chiều nay á, thì mình có mấy con cá bóng với cá rô này với ít bắp chuối la men thì đây mình chuẩn bị mấy cái đồ lát để mình nấu này. Cái này thì mình nấu nồi nước kiểu như nấu chua vậy mà cá lát mình bỏ vô mình ăn xong. Bây giờ thì hành thơm lên thì mình sẽ cho cá với lại ốc vô cho nó săn cái thịt lại. Cho nó thơm. Và sau đó thì mình cho nước vô. Đó. Quan trọng là cái nước lèo cá này, nước lèo cá nó rất là ngọt. Khi nó sôi lên á, mình sẽ bỏ cái lá me vô anh, cho nó ra cái nước chua. Đó giờ anh ăn món này chưa? Chưa luôn. Chưa có luôn ăn hả? Ăn cá bóng kho tiêu rồi. Còn món này thì chưa. Đó.
lá me vô tao, bỏ lá me vô. Lá me này. Ừ, dò ra. Cá thì nó mềm rồi. Dò lá me. Đúng ra nấu canh chua là mình bỏ lá me vô trước cho nó ra chua. Nhưng mà mình nấu cái nồi lẩu này cho cái nước cá nó ra. Sau đó bây giờ là xong mình vớt cá ra ha. Vớt cá ra mình ăn. Đó, ngon. Không thì mình cứ để như vậy luôn cũng được, một lát mình gấp ra. Lát mình gấp ra luôn, mình gấp ra mọi thứ. Đó. Nêm thử được chưa tao? Chưa nêm gì lắm đó. Chưa nêm phải không? Vậy bây giờ lấy cái chén muối ớt của anh Hải kìa. Anh Hải bỏ hết chén muối ớt của anh vô. Cái gì muối ớt? Từ đâu mà anh nghĩ là anh đâm cái chén muối ớt đó gì? Anh bật trước em cho đâu? Trước hả? Sao được, công thức nè quen. Cái muối ớt của anh đâm á là mình có thể nấu được canh chua nè. Ôi dạ, anh có trang trọng. Không thấy nó chua nè. Nhìn cái nồi hấp dẫn quá ha. Ờ, ổn rồi đó. Còn cà dai với là bắp chuối nữa. Mình có cà tím mà. Mua cà tím là để nấu cái này mà. Cà tím đâu, vô kiếm quá trời luôn thấy. Ủa, nguyên một bị ở trong mà. Hay không? Chị thôi khỏi, mình nấu cà này cũng được. Cà này cũng ngon này. Cà này thì có gì mình làm đó mà, ở nhà mà. Cái này lát mình ăn cơm hay ăn bánh tráng nè. Cơm nha anh hả nha. À. Bây giờ mình vớt cá ra. Cá chủ yếu là mình luộc mình nấu được cái nước rồi. Cái nước nó ngọt á. Bây giờ mình vớt ra cho nó khỏi bị nát nha. Cá bóng này da nó mềm. Cá bóng thịt nó cũng mềm nữa. Cho nên là người ta hay dùng là cái món đó là món kho tiêu. Cá bóng kho tiêu thì thịt nó săn lại ăn rất là ngon. Cá rô thì mình nấu cái món gì cũng được. Cá rô ăn một cái được không? Được luôn. Được luôn. Chủ yếu dám ăn hay không thôi. Bây giờ nãy ăn thử nãy. Em ăn đi. Anh ăn trước đi. Em nói thì em phải ăn chứ. Để em ăn. Hỏi mà. Chứ em chưa ăn. Anh đâu có nói cái đó ăn được bột tạc đâu. Thường là cá bóng này nó ở cái mực nước như thế nào là nhiều ở tao hơn? Đa số nó nằm nước chảy. Nằm nước chảy mà có cát. Chảy có cát hả? Nhưng mà thiểu số thì nó cũng nằm ở nước giếng. Có không anh? Có. Em nói đa số mà. Thì anh đang nói thiểu số. Thiểu số là số ít. Cá này cũng nằm ở nước giếng nữa hả? Chứ em chưa đọc truyện tám cá mà. Anh kể lại cho em nghe. Là tối nay đi rồi có bà đó có nuôi một con cá bóng với cái giếng đó. Xong rồi mỗi lần kêu lên cho ăn, hồi đó anh đọc cái chuyện đó cho nên anh biết là cá bóng này cũng ở dưới giếng. Trong hàng vạn hàng ngàn con chỉ có đúng một con là ở dưới giếng thôi. Hay thiệt. Hay thiệt. Bây giờ mấy con này nó đang ở trong cái tô. Cái gì? Xong rồi ấy mớ ớt là cái gì à? Mình đổ nước mắm vô. Bây giờ cũng đã chiều rồi thì mấy anh em cũng vừa mới nấu xong. Đó, bây giờ là mình bỏ cái bắp chuối vô. Ăn bao nhiêu mình bỏ bấy nhiêu thôi tao à. Đừng bỏ nhiều chứ. Bỏ nhiều lát mình ăn không hết á. Chứ cái nồi này mà mấy mình ăn chắc không no bể bụng luôn. Đúng rồi, chiều mới ăn xong cái món của anh Hải thì cái món đó, cái món... cốc lưng chừng. Cốc lưng chừng. Khiến cho người ta cảm giác no nê. Cóc luôn chừng mà. Đây nè, nhìn cái nồi rất là ngon nha. Bắp chuối vô là nó vừa chín liền. Còn cà mà khi mà mình bỏ vô á, nó sẽ có cái độ giòn giòn dai dai. Đây là cái dĩa cá nè. Cá thì nhìn nó
hơi mềm chút xíu, tại vì mình luộc mình lấy cái nước á, cá bóng á thì nó như vậy á, cái đặc tính của nó như vậy, cái thịt nó thì nó mềm hơn cá rô. Rồi buổi chiều hôm nay thì mấy anh em cũng có gì là cái món canh chua, mời tất cả mọi người. Bây giờ Huy xin mời cả nhà cùng thưởng thức luôn nha. Mời anh Hải. Mời cả nhà luôn. Gì rung với anh? Thì hôm nay thì mình đổi qua cái chỗ này, Huy ngồi đó, thì mấy tụi mình thì cũng mới đi học về, sẵn tiện mượn luôn cái bàn ở nhà trường về đây ngồi nấu ăn luôn. Ăn thử cá bóng đi anh. Bàn đây ngồi học thì được hơn, ngồi ăn thì nó hơi thấp. Ăn thì hơi thấp. Hơi thấp cho nên mình ăn thì mới ngon. Mình nhóm lên. Đây, mình thử miếng cá bóng nha. Cái nha. Cái thịt nó đâu có bị mềm đâu. Cái thịt nó cũng có dai luôn à. Thì da nó bị ấy là gì vậy chứ. Ừ. Tóc cái da thôi chứ cái thịt nó cũng còn dai mà. Ồ. Nhìn ngon người ta. Rải nước á. Nước ngon. Mình thử một miếng nước. Cái bóng này ở mình còn chỗ nào có nhiều nữa ta? Xong xung quanh. Xung quanh. Mà đoạn dưới lại. Đoạn đi xuống chỗ khu đẩy nhiều á. Chỗ khu gầm nho nhiều á. Thường là cá này mình, nếu mình câu á là nó ăn cái màu gì là nhiều nhất? Tép. Tép mà mình để cho nó hơi đỉnh á, mềm mềm á, câu là nó nhạy nhất. Thấy người ta câu tép tư nhiều mà. Tép tư cũng được, nhưng mà nó ít nhạy hơn là cái tép mà mình để cho nó mềm. Cái con cá này là gì á. À. Nó thích gì á. Lạ ta. Cá bóng này là phải cái chuyện tắm cám. Đâu, à. Tắm cám sao anh kể em nghe thôi. Mà anh, cái con cá bóng mà ở dưới cái giếng đó, trong cái câu chuyện tắm cám á, nó to hay nó nhỏ vậy anh? À, cá đó hả? Hình như anh với em coi chung tấm hình luôn á. Đúng không, coi chung tấm hình luôn á. Nhưng mà nó to hay nó nhỏ anh chia sẻ cho khán giả biết được. Anh thấy cái giếng diện cá con bẻo à. Bẻo hả? Mà tại sao lại biến ra được nhiều thứ vậy? Anh ngon thì cái đó mình cũng đọc chuyện mà mình thấy vậy thôi chứ. Yeah. Còn thực tế ai là người viết ra câu chuyện đó mới gớm chứ. Đó là cổ tích thì ai là người viết. Mà cái thời đó hay có những cái câu chuyện ly kỳ hả? Có những cái câu chuyện cổ tích mà mình không biết là nó có thật hay không. Anh Hải thì anh Hải lớn tuổi hơn em, cho nên là anh Hải chia sẻ cho mấy em biết được là những cái câu chuyện cổ tích đó là những cái câu chuyện có thật trong đời sống và người ta viết lại thành câu chuyện, hay là người ta chỉ là tưởng tượng ra để người ta viết ra một cái câu chuyện cổ tích đó. Thực tế chỉ là tưởng tượng thôi cả nhà, làm gì có thật, không có. Tại vì hôm bữa nói để tại sao là cái chuyện cổ tích lại là chuyện không có thật, tại vì hồi trước nói thật luôn, mình có đọc một cái bài viết trên Facebook viết về một cái nhân vật đó, mà cái nhân mình không dám nói chính xác câu chuyện, nhưng mà chỉ nói sơ cho cả nhà dễ hiểu là cái bài viết đó có nói về một nhân vật đó, và nhân vật đó thì thường thì không có tốt đâu, nhưng mà viết về nhân vật đó rất là tốt, viết tốt lắm, viết mình đọc hết cuối bài mình thấy cái chữ nguồn chuyện cổ tích. Em hiểu chưa? Anh nói vậy hơi hiểu ý. Hiểu chưa? Có nghĩa là viết về thường thường cái người đó là không có tốt, nhưng mà cái bài viết đó trên Facebook viết về cái người đó rất là tốt, viết tốt lắm, viết mình đọc mình chịu. Ủa sao đâu ra cái người như thế này ta, viết đã mà đọc từ bài đầu bài đến cuối bài đọc xong thấy vậy, cách đường ghi là nguồn chuyện cổ tích, có nghĩa là cái chuyện đó nó không có thật. Đó vậy là em hiểu. Chuyện cổ tích là không có thật. Yeah. Vậy chốt lại không, cuối cùng là chuyện cổ tích không có thật đúng không? Không có thật. Có chứ. Chuyện nào có thật? Chuyện cổ tích ngày xưa có thể nó không có thật, nhưng chuyện cổ tích ngày đây nó có thật. Chẳng hạn như cái câu chuyện cổ tích ngôi nhà hát karaoke giữa ban trưa. Có không? Có, bữa anh Hải kể đó. Chuyện cổ tích đó. Cái đó làm phải là không phải là cổ tích. Cổ tích là chuyện hồi xưa, người ta dùng từ cổ mà. Cái này là chuyện đời thường hả? Đời thường, còn cổ tích là cái chuyện mà kiểu như là
cổ, ta dùng từ cổ mà. À, cổ là cổ xưa. Cổ là nó còn lâu. Cổ là nó còn lâu hơn bà cố nữa, thường thường mình là nội tới bà ngoại, bà nội bà cố phải không? Còn cổ là còn hơn cố nữa. Hơn cố. Hả? Đó. Cho nên nó là quái rồi. Có một cái câu chuyện hay là một cái câu gì đó mà như nó hơi bị phép màu đồ chút xíu là anh chỉ nói là cái này chỉ có trong chuyện cổ tích thôi à, đúng không? Thì hồi bữa đó cái vụ đó nó cũng, nếu mà kể thẳng ra luôn là nó chỉ có trong chuyện cổ tích thôi. Ai không? Hồi nhỏ là mình rất là thích xem cái gì ta? Cái những cái bộ phim cổ tích đó. Cổ tích Việt Nam đúng không? Ừ. Và có xem một cái tập là Mụ Phù Thủy, cái gì? Và Lũ Nhỏ gì á? Lũ Nhỏ và... Nguyên Tinh và Bầy Trẻ. Nó hát cái, bà hát cái bài gì á? Chúng ta là Lũ Quỷ. À, cái tập Lũ Quỷ chứ không phải Nguyên Tinh. Cái bài đó là cái cổ tích là Cây Nêu Ngày Tết. Cây Nêu Ngày Tết hả? Ừ. À đúng rồi. Chúng ta là Lũ Quỷ ở tận rừng sâu, ở tận núi cao. Đó là hai cục búa. Hai cục búa con bị lạc vào trong rừng. Ở tận núi cao. Rồi được một ông lão bày mưu tính kế. Và cái gì mà mùa vụ này thì trồng cái này. Vụ nó đòi lấy cái gốc. Lấy gốc á thì mình trồng, rồi trồng lúa. Lúa là lấy ngọn. Đúng rồi. Còn mà lấy ngọn á thì người ta trồng khoai mì. Củ mì hả? Ừ, củ mì. Rồi xong lấy cả ngọn cả gốc á thì biết trồng gì không anh? Đố anh á. Lấy cả ngọn cả gốc hả? Đúng rồi. Nếu anh Hải chưa coi thì mình phải đố, chứ còn khả năng Tân coi rồi. Coi mà quên luôn. Không anh, anh thì dưa để bò ra dây. Đố anh. À, như Vivi nói đó, trồng dưa. Ừ. Phải không? Dưa bò ra thân hả? Nó bò ra dây thì nó ở dưới đó. Trồng bắp. Trồng bắp, lấy gốc với lấy ngọn, cái bắp nó mập chính giữa cây. Đang đố mà còn giải nữa trời. Đố đó, thì đố người ta đang đố anh Hải. Thì thua. Trời đó. Anh Hải coi như em chưa nói gì. Không. Đây là Tân nói mình nghe hợp lý, nhưng mà trước đó mình không biết. Không, đúng không. Anh Hải, mình đang nói là anh Hải không biết đâu. Chắc chắn anh nghe là biết anh không biết rồi. Cây bắp nó nằm ở giữa. Và chắc chắn là nhiều cô chú anh chị cũng biết cái câu chuyện đó. Anh có câu đố nào nữa không? Hả? Đố hả? Ừ. Để anh đố vui có thưởng nha. Lụm hết con cá bóng này. Lụm hết. Ngon quá thôi nha. Nãy giờ không. Cái vị này vừa chua chua mà vừa thơm, rất là ngon luôn. Ăn bằng canh chua mà quá là tuyệt vời luôn cả nhà. Thật ra thì cái món này á, nó là một cái món canh bình thường à, nhưng mà mình ăn nó theo cái cách lẩu á, nó sẽ khác. Cảm nhận nó là một cái món khác. Ừ. Chứ cách nấu nó là một cái cách nấu canh chua chưa bình thường, bình thường đó. Ừ. Thì mình chia sẻ hôm nay là cái món này đến tất cả cô chú anh chị, để ai cũng có thể làm tại nhà được, ăn được và tâm sự cùng mấy anh em, chia sẻ những câu chuyện cuộc sống hàng ngày. Và hôm nay thì anh Hải có cái chuyện gì nó hay không? Hả? Hôm nay anh đi là đâu và anh làm gì? Hôm nay anh quán đi thì hôm nay anh đi xuống đây từ sáng từ đúng ra ngày hôm nay là mình xuống từ sáng sớm, nhưng mà mình bị trục trặc đó, cho nên mình xuống hơi trễ. Khoảng 10 giờ. Ở đây trên anh Hải cấp điện. Ở trên mình thì cấp điện cả ngày. Xuống trễ cỡ nửa buổi. 10 giờ là có đây. Ngon quá. Wow, ngon. Mấy anh em thì đa phần làm video là ăn cơm. Ít khi mà có những cái video mà làm rai rai nhậu lắm. Tại vì có ai biết nhậu đâu. Uống thì có uống bia, 1-2 lon, 3 lon đồ á. Cho vui, chứ mấy anh em thôi. Còn mà lên đây mà ngồi nhậu thì cũng hơi ngại. Cho nên là đôi khi mấy chú, mấy anh á, mà bên hội ăn nhậu mà xem á, thì có trách móc á, tụi em thì cũng thông cảm á. Chứ bây giờ mình không biết nhậu mà ấy, nhậu cũng khó. Bia anh uống được à? Chỉ có rượu là không biết uống. Đúng rồi. Bia uống được. Mình kiểu như nó không phải cái thói quen á. Ừ. Mình chỉ dùng cái đó chỉ để cưới. Cũng có nhiều nhiều người họ sẽ làm là mỗi một cái buổi của họ là họ sẽ để bia lên bàn họ uống luôn cả nhà. Ừ. Có như vậy luôn. Uống nó dễ tiêu.
Ủa em ăn thử cái bắp chuối non á, cái bắp chuối mà cái cọng mà anh mới lỡ mắt tiêu rồi không biết cái cọng nó đây đúng không? Không, cái này nè. À, cái trái chuối non. Trái chuối non này ngon cực kỳ luôn cả nhà. Cái này mà... nè, đó này, ăn thử cái này đi. Mà em nói là em cắt à, đúng rồi, cái cọng trên em bỏ đúng không? Tuyệt vời luôn. Cái trái ngon chuối lắm. Non thì khi cắt ra thì lấy lại, tại vì cái ở phần trên nó có một cái cọng đó nó cứng, ăn nó rất là sảm, ăn cái này mới ngon. Ngon cực kỳ luôn. Giòn cái cùi nó sơn. Ừ, đúng không? Ừ. À, thì nãy giờ là anh vừa ăn xong cái nồi canh đó thì anh cảm thấy như thế nào? Nói chung là rất là ngon. Mình lần đầu tiên mình thưởng thức cái món đó luôn á. Chứ cá bóng thì trước giờ mình chỉ ăn kho tiêu thôi. Chứ cái món này thì cũng lần đầu tiên. Mà ngồi ở đây thì hiện tại là trời cũng đang bắt đầu mưa cả nhà. Ở mình dạo này mưa đúng không? Rất thường quá. Nhưng mà thấy cái cảnh này nó lại nhớ một cái gì đó đúng không? Đúng rồi. Em đúng thì nhớ lại cái lúc mà em còn nhỏ. Anh thì cái này là nhớ lại thời điểm học chính trị trong lính nè. Cũng mưa gì đó. Mà điều mình học vào thứ năm, ban ngày thôi. Cái lúc mà em còn nhỏ là ở cái nhà đất, ở ngay cái chỗ ao này, phía sau lưng nhà mình. Là mỗi khi mà mưa xuống là mấy cha con, mấy mẹ con hắt hiu lắm. Không có làm gì được. Mưa mà ra ngoài thì ướt. Mà lỡ như mà có cái việc gì đó cũng phải đi làm. Thì lúc đó là cái mùa gặt. Thì ai cũng phải đi gặt lúa. Em nhớ là ở cái đám đây này, cái đám này là cái đám lúa nhà mình ở phía trước mặt luôn. Thì cái bữa đó là cái bữa gặt sáng sớm trời đổ mưa rất là to. Thì ba với mẹ thì vẫn cố gắng ra đi gặt lúa. Thì mỗi người cầm cái lửa hái ra gặt sáng sớm bẩn luôn. Mà tầm tã phải tranh thủ gặt. Chứ nếu như mà không gặt á thì bị nằm đúng không? Nằm hết thì càng vất vả hơn nữa. Phải tranh thủ, mà mình nhìn ra lúc đó mình rất là nhỏ, mình ngây thơ, mình đâu có biết gì đâu. Nhưng mà đến giờ mình nhớ lại thì mình thấy nó có cái gì đó là mình lắng động hả? Lắng động lại. Đó, rồi sau đó thì đem lúa vào trong nhà chất đầy nhà luôn. Lúa bó hay là sao? Lúa bó, đúng rồi. Thì cái hồi đó là mọi người dùng cái lửa hái, người ta kêu là cái liềm á, là cứ cắt là như cắt cỏ vậy, nắm cắt, đúng rồi. Cắt từng nắm bỏ qua rồi xong có một người bó lại rồi xong dồn lan. Lúc đó là nhà em là nguyên một cái nhà toàn là lúa bó thôi. Mà cái nền nhà em không phải là cái nền như gì đồ đâu. Hồi đó là cái nền đất luôn. Cái nền đất đến nỗi mà mình đi lại bằng cái chân không á, mà nó nổi cục lên như một cốc vậy, nó tròn nó lén luôn. Sau đó thì gặt lúa rồi xong bán được một chút xíu thì mới liệt địa là xi măng á, là tráng xi măng á, cho cái nhà nó sạch sẽ hơn. Là buổi đêm đó là nguyên gia đình mình luôn lấy mỗi người một cái cây bự, cái cành gánh nữa, cái gánh anh, gánh lúa, xong lấy ra mỗi người một tay đập lúa, đập rồi sau đó là lấy cái rạ thì giò, rồi lấy chân đạp như mình giặt đồ vậy, dùng chân giặt đồ mà đạp phải dẻo, rồi sau đó nhìn kỹ rồi vũ ra rồi mới gom lại. Như hồi đó là người ta tính vuốt, có một cái vuốt, cái thúng bỏ vô đó, tính từng vuốt, một vuốt là như mười mấy ngàn á. Thì trong cái vuốt đó cũng nặng lắm. Mà thường mà đi làm công làm mướn á, người ta hay cho mình mỗi người một vuốt, như ngày hôm đó là mình đi dồn lan hay là mình đi quăng mấy nhai, người ta thương thì người ta cho một vuốt, còn người ta ghét thì người ta cho nửa vuốt, như vậy á. Nên hồi đó là em cũng hay đi móc lúa là gặp những cái trường hợp như là trộm lúa bó này. Đúng thì rồi, em cũng đúng. Có một lần trộm mà rất là rung. Cái bó đó nó nằm ở dưới cái đường rò, còn sót lại một bó. Mình nhìn qua nhìn lại không thấy ai hết á. Ủa sao người ta gặt hết mà còn lại một bó đây ta? Ở đó mình cũng ngây thơ, mình đâu biết gì đâu. Thì mình mới ngờ xuống, kiểu mà lụm đồ quý tộc mà đó. Rồi xong em lấy hai rơm em đắp lại xong em chờ đi hết luôn. Bắt đầu cái em giả đò em cúi xuống em nhặt á, thì em kéo từ từ theo cái đường rò đó, thì kéo vô ta đây.
rồi đem vô bắt đầu xả ra liền. Mình xả ra liền là người ta nghĩ là này mót lúa chứ không phải là lấy một bó. Rồi bắt đầu cái là đạp ra được nhúm. Nhúm là đem đi bán. Đi bán mà lúc đó bán thì để đi học thôi, để mua đồ đi học ăn sáng rồi thôi. Rồi sau này mới đi phụ người ta đi dùng lan, dùng bó, quăng mấy nhai. Lúc đó là Huy cũng lớp 5, lớp 6, kiếm thêm chút đỉnh. Rồi ba mẹ lúc đó thì chuyển sang trồng nho, không có trồng lúa nữa. Trồng lúa cực lắm, trồng lúa không được bao nhiêu. Nhà anh hồi đó chưa có trồng lúa chưa? Không, nhà anh mẹ làm giáo viên mà. Giáo viên hả? À. Vậy là chắc không, anh... Không, kiểu như làm hiệu trưởng trường mẫu giáo. À. Nhưng mà có một thời gian mẹ mình bệnh, bệnh là nằm trong chợ rẫy là 3 năm. Nằm kiểu như trong đó luôn, 3 năm. Thì em nghĩ đi nằm trong chợ rẫy 3 năm thì tài sản còn gì không? Vậy thôi. À, anh hiểu rồi. Cho nên có nhiều người họ cũng thắc mắc, họ kêu tại sao mình không có quay về gia đình mình. Ừ. Nhưng mà tại vì đằng sau mỗi người sẽ luôn có một câu chuyện, mà cũng không phải là chuyện nào mình cũng có thể mình kể. Ừ. Có nhiều chuyện cũng... có nhiều chuyện mình không thể là mình chia sẻ được cả nhà. À, có nhiều, rất là nhiều người nhắn tin bên bình luận với chứ kênh của anh, hỏi là ủa sao mà thấy toàn là không có bao giờ quay ở nhà mà toàn quay này kia. Thì đúng rồi, đâu phải chuyện nào mình cũng chia sẻ được đâu cả nhà. Chính xác. Khó lắm. Tại sao mà Huy có một lần duy nhất đầu tiên là Huy chia sẻ mẹ của mình trên video thôi, thì cái chuyện buồn của gia đình mình tốt nhất á là mình không nên chia sẻ nhiều ở trên mạng xã hội. Còn nếu có thì những cái hình ảnh gì vui vẻ, những cái hình ảnh gì tích cực mình đưa lên. Mà đưa lên thì mình cũng phải hạn chế nữa. Mình nói thực sự là như vậy. Tại vì xã hội đôi khi người ta có người ghét mình, có người thích mình. Quá đúng rồi. Trúng cái người ghét một cái thì người ta nói đến đâu, người ta suy diễn 1 thành 10. Ví dụ cái gia đình mình không có như vậy mà người ta tự người ta ngồi người ta suy nghĩ, chắc là nó như vậy, nó mới như vậy. Suy diễn vậy. Sao người ta biết được, người ta nếu như người ta ở nhà mình thì người ta sẽ biết được như thế nào. Cho nên là tốt nhất là mình không nên chia sẻ nhiều quá lên trên mạng xã hội. Mình bởi vậy mà cuộc sống hàng ngày của mình chia sẻ những cái bữa ăn, bữa cơm, đôi khi mình lại đi giúp bà con cô bác, đi từ thiện, đi giúp đỡ người này người kia, để một phần nào đó có bù đắp lại những cái ngày mà mình làm con này con kia, mà mình làm ẩm thực á thì cũng ngại lắm. Mình nói thật sự cái nghề này bắt buộc rồi. Ví dụ làm con cá, con mực, con tôm, không lẽ ngày nào mình cũng làm đồ chay thì cũng ngại. Tại vì cái nghề YouTube làm ẩm thực á thì cái gì cũng phải làm, và đôi khi mình cũng hạn chế những cái gì mà nó hơi quá gắt gao. YouTube nó đã hạn chế mình thì mình biết cái quy luật đó mình tránh né. Nhưng mà trừ YouTube ra thì còn khán giả, có khán giả thích cái video đó, có khán giả không thích thì làm cái video đó. Ví dụ như con rắn, con lươn, hay là những con gì mà trơn trơn dài dài đó. Cười gì Tăng? Em biết sao Tăng cười không? Rung. Không phải, tại vì Tăng thấy anh có làm cái clip con lươn đó. Mới lên luôn. Tại biết sao không? Em sẽ chỉ cho anh một cái số cái mà có nhiều cô chú không thích này. Ví dụ là anh quay trực tiếp quá vô cái hình con đó, quay trực tiếp quá vô con lươn, con rắn, những cái con mà nó hơi ghê chút xíu, cái con nhạy cảm quá thì mình nên xóa phông nó đi, mình quay mờ, mình quay mé thôi. Có thể là mình cắt luôn công đoạn đó. Tại vì anh biết mà, nhưng mà cái vấn đề về YouTube thì em cũng biết rồi. Tại vì có nhiều đoạn quay như thế này cả nhà. Ví dụ như anh nói cụ thể luôn cái clip con lươn của anh ấy. Con lươn làm rất là kỹ, chà cho rồi rửa đi rửa lại rất nhiều lần. Nhưng mà chứ không để mình quay rửa đi rửa lại không cả 5 phút thì sao mà quay đúng như vậy được. Cho nên mình chỉ lấy một đoạn thôi. Thì khi mình quay một đoạn rửa như vậy, nhiều người comment sao rửa gì do vậy, rửa có một lần vậy. Em hiểu cái vấn đề không? Sao rửa có một lần vậy? Mà khi mà chứ bây giờ mình rửa qua rồi mình rửa lại mình rửa vậy thì nội dung nó sẽ là nội dung trùng lập. Đúng rồi. Mà nội dung trùng lập thì người xem họ sẽ chán đó. Cho nên là kêu sao rửa có một lần vậy, nên mọi người hiểu cái vấn đề đó mà. Không, nhưng có nhiều người họ lại nói vậy, họ bình luận thôi chứ còn bình luận đó luôn á, còn luôn. Và khi có một cái mẹo để làm những cái con quạt nhớt này chắc là cho cũng có người biết rồi. Và dạ. cái mẹo này cho những ai chưa biết thôi nha.
là mình sử dụng chanh. Chanh hôm bữa là ông anh của anh ông xài tro. Tro thì vẫn được thôi. Ừ. Nhưng mà con lương nha, anh làm anh bỏ ra đất đó. Anh làm trước. Đúng rồi. Anh cho nó lăn đất đi rồi xong anh vuốt. Vuốt xong anh sạch bóng. Anh vuốt sạch luôn xong anh vô anh chỉ cần dùng chanh thôi. Dùng chanh tại vì chanh nó có tính axit và nó khử những cái chất nhớt chất nhầy rất hay, nó làm chín sơ nhẹ cái lớp da anh tuốt nó rất là sạch. Cái tủ lại mình dễ làm đó. Thì hôm nay buổi chiều đây thì cũng cùng với tất cả mọi người ăn một cái bữa ăn nhẹ nhẹ và chia sẻ đến chúng ta những gì có trong cái cuộc sống này và những cái niềm vui, những cái tiếng cười mà Huy luôn luôn muốn đem đến cho tất cả khán giả cùng xem. Thì không có gì hơn nữa, thì chúc tất cả mọi người một buổi tối xem video này thật là vui vẻ. Và chắc có thể là mọi người cũng đang ăn cơm, thì Huy cũng chúc luôn mọi người thật là ngon miệng nha. Đó, thấy ai đang gắp cá rồi đó. Ngon quá thì ngon luôn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.